Chào các bạn. Hôm nay mẹ giới thiệu cho các bạn một cái bài của các bạn Cực Quyền. Bài này do tôi sáng tạo ra cho các học sinh, cho những người tập võ các bạn nhé. Bài Cực Quyền này là gồm có 10 thao tác hình chữ thập, hai phương thẳng đứng và phương ngang, bốn hướng, 10 động tác gồm hai đòn đả đỡ, đòn đả bay, hai đòn đả bay, hai các đòn dâu cô đả bốc cầu. Các bạn cứ tập đi tập lại khoảng 10 lần, buổi sáng các bạn tập 10 lần thì nó sẽ rèn luyện cho mình cái tinh thần khỏe hơn các bạn nhé, tinh thần khỏe hơn đấy, ý chí vững bền hơn, rèn luyện độ linh hoạt hơn, và chúng ta có thể áp dụng những điều đó vào cuộc sống một cách hiệu quả, chẳng hạn học tập lao động có thể làm những trí tuệ chúng ta phát triển tốt hơn đấy. Đó là giá trị của bài Cực Quyền, môn võ mà thầy muốn nói ở đấy, thầy muốn tạo ra một môn võ mà không đối kháng, không thi đấu, mà chỉ rèn luyện thể chất con người để đạt được cái chân thiền định, làm cho chúng ta cuộc sống, làm việc, học tập đạt kết quả cao hơn, rèn luyện sức khỏe, tỉnh nhanh nhẹn, xử lý tốt các vấn đề trong cuộc sống. Đó là mục tiêu của môn võ mà thầy muốn hướng tới. Và bài Cực Quyền, bài Cực Quyền là gồm 10 đòn, cụ thể là 10 đòn đá. Đòn đá đầu tiên là đòn đá đặt ngang từ trong ra ngoài chân phải. Đòn đá tiếp theo là đòn đá đặt ngang từ ngoài vào trong chân trái. Đòn đá thứ ba là đòn đá dấu cố tổng trước. Đòn đá thứ năm là đòn đá bông cầu. Đòn đá thứ sáu là đòn đá bay. Đòn bay có thể các bạn. Và đòn đá thứ sáu là đòn đá. Đòn đá thứ sáu là đòn đá quạt. Đòn quạt. Và chân xuống. Đá bóng cầu. Tiếp tục là đòn đá dấu cô chân phải. Tiếp tục là đòn đá bay lên trên. Nói là 10 đòn cơ bản có thể là có những động tác phối hợp trong này các bạn này. Đấy. Nó có thể phối hợp trong này nhiều động tác, nhưng mà 10 cái động tác cơ bản, sự kết hợp của 10 động tác cơ bản và được xem là 10 thao tác cơ bản thì nó rèn cho mình nhanh nhẹn hơn, mình có thể áp dụng con gò này vào mình đá bóng có thể là hiệu quả hơn. Đá bóng cầu là đá bóng lê bóng cầu của bạn ấy. Đấy. Đấy.
Còn là máy thì đây thì mình có thể là máy hoặc là bóng. Đấy. Làm như mình áp dụng chân tay nhìn linh hoạt hơn để làm sao mình xử lý các vấn đề tốt hơn trong cuộc sống. Đó là ý nghĩa những cái bài quyền mà cảm ơn môn võ của thầy để tạo ra, để tạo ra. À, vấn đề không đối kháng, không thi đấu, mà ở đây là làm cho con người phát triển thể chất một cách linh hoạt, nhanh nhẹn, bền bỉ, rèn luyện ý chí để vượt qua những cái khó khăn, đấy, xử lý tốt các vấn đề cuộc sống. Đôi lúc có thể tự vệ trong một cái giới hạn nào đó, tự vệ trong cái giới hạn nào đó, các bạn nhé. Thì đó là ý nghĩa bài quyền mà thầy sáng tạo ra. Các bạn nên nhớ là không đối kháng. Theo nghĩa là không thi đấu, không thi thố, không thi thố hơn thua, các bạn nhé. Có đôi lúc mình có thể tự vệ ở một cái giới hạn nào đó thôi, các bạn nhé. Mục tiêu là phát triển năng lực con người, tính linh hoạt, linh động, bền bỉ, sự chịu đựng, dẻo dai. Các bạn có thể tập bài quyền này, sau đó các bạn chạy vào đá bóng thì các bạn sẽ chạy không mệt. Còn các bạn nếu mà không tập bài quyền này, nếu không liên luyện tập thì các bạn chạy đá bóng vài vòng là các bạn thở khó, cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Đấy, đó là cái giá trị bài quyền của bạn. Đây phần một phân thể cái bài quyền này một chút. Bài quyền này là cú đá chân phải tạt ngã như thế này, là cú đá đờ, đá đờ, có thể đá lệch hoặc đá của họ. Đối phương đá vào như thế này thì mình nhắm lên phương đá vào như thế này. Hoặc là đối phương có vật nhọn như thế này, tiền vào đá, với nguy hiểm đá thì đá sẽ đá gạt ra. Tiếp tục đá vào đá này cũng là đợt, đấy, đá từ xoáy. Đá này đá xoáy, đá xoáy như một cái vòng cầu, cung vòng cầu, một cái cung tròn, cũng là một đá đợt. Ngoài giá trị đá đợt đá, nó rèn luyện nó là cũng là một cái vai khởi động các cái khớp cho dẻo dai các bạn nhé. Còn đá tầm trước, đá tầm trước thì dùng rất nhiều đấy. Rồi tiếp tục là đá vòng cầu, vòng cầu chân trái. Rồi tiếp tục là đón đá bay chân trái đấy. Đá bay chân phải nâng lên đá bay chân trái, đó này khó không. Rồi sau khi đối phương ôm đá, ta có thể được đá tầm ngang đấy. Đá đá còn cái sau không còn. Tiếp tục là đá vòng cầu, thì đó là những cái vấn đề cơ bản của bài quyền này. Mục đích của bài quyền là tập các đòn đá một cách linh hoạt, bạn nhé, linh hoạt này, rèn luyện tính sức khỏe và dẻo dai là chính. Môn võ mà thầy đang nói đấy, tôi đang nói đấy, thì người cảm thấy bậc võ sư, bậc giáo sư nghiên cứu võ học, các võ sư, đó là không đối kháng, không thi đấu, để phát triển thể chất. Phát triển thì chất tạo độ nhanh nhẹn, linh hoạt, sức chịu đựng để giải quyết tốt những vấn đề trong học tập cuộc sống. Thế thôi các bạn nhé, không được khác. Các bạn có thể nhìn lại bài quyền cực cho mọi người. Cực quyền cuối cùng
chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất.